Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Một nghiên cứu khoa học từ Nestle Probiotics Bifidus BL giúp hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ. Nay đã có trong Nan Pro 3. Ngoài ra, Nan Pro 3 còn bổ sung DHA, ARA, kẽm và sắt giúp hỗ trợ cho sự phát triển về thể chất và trí não của trẻ. Nan Pro 3 giúp phát huy tiềm năng của trẻ để thành công trong tương lai.